Cái trời tiết nóng như này mà không có quạt không thể nào chịu nổi được. May thế mình có cái quạt màu vàng dễ thương như này. Ma qua. Trời ơi, lại phải lắp vào. Ê, ơ, chị em làm gì đấy? Em đang ngồi chiêu. Ngồi chiêu á? Vâng. Chiêu, úi dồi ôi, mới có cái quạt đúng không? Vâng, cái quạt này á là một thế giới nhá, chỉ có một cái duy nhất dành cho em thôi đấy. Rồi ơi, chị thấy ở quán ta bán đầy mà thế giới có một cái bốc phét. Thế giới của em à? À đúng rồi, thế giới của em thì chị chịu rồi. Đừng bảo là một mình em có quạt thôi nhá, chị cũng có đây này. Tinh tinh. Em nhìn thấy không, quạt chị cũng màu vàng nhá. Nhưng quạt chị xịn hơn quạt em. Đó là nó sẽ chỉ cần bật như thế này là nó lên. Nó có các nấc như thế này. Đó, như thế rất là mát luôn. Còn của em phải chạy bằng tay đúng không? Nhưng mà cái của em to hơn. Của em to hơn nhưng mà của chị mát hơn và đắt tiền hơn. Nhưng mà của chị có mỗi một cái cánh quạt thôi. Còn em tận hai cái cánh quạt đây này. Ờ, của chị có ba cánh quạt mà. Còn của em 6 cánh quạt đấy chứ. Đây, đây là ba cái cánh quạt mà. Còn tính là cái cánh gió này đâu. Của em có hai bên gì? Tại vì nó không mát bằng của chị. Thế nên người ta phải làm hai bên đây. Em có chị sang đây để chị khen cái quạt của em. Mà sao chị cứ chê từ nãy giờ đấy? Đâu đâu, chị có chê đâu. Chị chỉ bình phẩm một chút thôi mà. Tại vì chị có quạt, em cũng có quạt. Nên so sánh một chút thôi. Thôi, chị ở đây chán lắm, chẳng có gì cả. Thôi chị đi về đi. Sao lại không có gì? Chị có gì mà. Đây này, nhìn đây. Thế này mà bảo không có gì á? Đây là hình như đây là cái gì kẹo đèn ngủ. À em biết rồi, kẹo lồng ngủ. À, người ta gọi là lồng đèn, chắc người ta gọi là lồng ngủ đúng không? À, ở nhà em ngủ ở lồng à? Gì vậy nhá? Ai bảo em nói là lồng đâu? Em nhìn xem cái kẹo đèn ngủ này nó xịn to không? Xịn. Đấy, chị mới mua. Mở ra đây chị đố này. Đố em, chị có bao nhiêu cái kẹo ở trong này đó? Hình như là em tính sơ và đấy em nhìn qua thoáng một cái. Là một hàng có 3 cái. Mà là ở đấy có 3 hàng. Thì là em cộng lên thì là được 10 cái. Uầy, một hàng 3 cái mà có 3 hàng mà cộng lên 10 cái. Trời ơi, em siêu toán ra. 10 chứ 1 à. Tưởng là em nói 10 luôn chứ. Rồi ơi, một hàng 3 cái rồi mà cậu vẫn được 10 cái. Đỉnh thật đấy chứ. Em chưa nói hết. Chưa nói hết, nói xong rồi còn gì nữa. Này, ba màu này em thích cái màu nào? À, chị đoán rồi. Em sẽ thích màu vàng. Tại vì em có quạt màu vàng. Không phải. Em thích màu vàng này với cả màu hồng này. À, xong tiếp theo là màu xanh nữa. Ồ, thế là thích hết cả ba màu này à? Vâng, ở đây có ba màu thì em thích hết luôn. Trời ơi, chả giống chị. Em đoán xem chị thích màu nào. Trời ơi, chắc rồi, chị thích màu hồng chứ gì, chị con gái xến lắm. Sai rồi, tại vì em nói màu hồng nên chị thích màu xanh. Mấy cả, thêm màu vàng nữa, không trùng với cái màu hồng em nói luôn. Này, chị bây giờ có hẳn 9 cái kẹo này. Bây giờ chị đang tính xem là mỗi ngày chị sẽ ăn hẳn một cái này. Nhưng mà một cái này thì quá là nhiều kẹo ở trong này luôn. Chị sẽ ăn như thế nào để cho hết được nhờ? Không biết tầm bao nhiêu ngày. Chị ơi, hay chị cho em một cái thôi. Cho em một cái để em trưng bày khóc vào làm học rồi em. Em trưng bày thay cái đèn ngủ á? Vâng. Ý kiến hay nhỉ? Được đây, chưa nói xong. Để chị ăn hết kẹo đã thôi, chị cho em vào. Chị đùa em à? Sao lại đùa, chị nói thật mà. Em xin để em ăn kẹo chứ gì đây. Chị ăn hết kẹo thì em ăn làm gì? Nhưng mà em nói là em xin để em trưng bày ở bàn học mà. Chứ em có phải là đâu, ăn đâu. Này nhìn này. Cái này nó sáng rồi. Nó có đèn luôn nhá. Em thấy sáng đâu, chị lừa em à? Em nhìn đi, sáng đây còn gì nữa. Sáng thôi, sáng thật. Thế này mà vào buổi tối thì nó lấp la lấp lánh luôn đó. Lấp la lấp lánh. Chị ơi, hay là gom hết một vào một chỗ đi. Xong rồi mình cho sáng hết đèn lên. Xong rồi người ta tối người ta đi, người ta cứ tưởng là đom đóm đấy. Gom hết vào một chỗ á. Vậy là mình sẽ phải tháo hết cái đèn này ra đúng không? Vâng. Thế thì bây giờ một cách này mình sẽ trưng hết cái đèn lên trên bàn. Xong mình lắc để cho sáng cùng một lúc luôn. Vâng. Được không? Đây, em trưng, chị trưng nhá. Vâng. Đây, mình xem kẽ. Từ. Xong, em trưng, chị trưng. Thì là cả hai cùng trưng bày lên. Trời ơi. Đây, bây giờ đặt lên nhá. Cái màu hợp à. Em đặt xuống đi. Một cái màu vàng nhá, một cái màu hồng nhá. Không, xếp ra đã. Em làm như thế là tí nhá. Em lắc xong ba cái mà xếp ra hết thì nó hết rồi đâu nữa à. Nhưng mà xếp cho đẹp đẹp một tí đi, xếp này xấu quá à. Xếp thẳng này. Đây, mình sẽ xếp thẳng như thế này. Được chưa?
Này, nhìn thích không? Bây giờ á, thì Thư xem. À, bây giờ chị nghĩ là có trò chơi như này. Bây giờ chị em mình lắc, chị lắc từ đầu này, em lắc từ đầu này. Thử xem ai nhanh hơn. Đúng rồi, xem ai được nhiều đèn sáng hơn. Bây giờ nha, từ từ khi nào chị đếm 1, 2, 3 bắt đầu. Nhưng không được làm rơi, làm đổ nhá. Làm rơi, làm đổ là coi như là loại khỏi cuộc chơi đấy luôn. Ok. Được không? Bây giờ chuẩn bị này. Từ từ, từ từ, em cầm cái quạt của em. Chị cầm cái quạt của chị ra đỡ vướng tay. Ơ, em không, từng tay một cơ, không cho hai tay. Bắt đầu này, chuẩn bị. 1, 2, 3. Đấy, nhìn nè. Nhưng mà sáng này á, tại vì nó là sáng ban ngày, thế nên là mình không nhìn thấy nó lấp lánh luôn á. Yeah, của chị hết sáng rồi kìa. Tại vì cái này là chơi đầu tiên. Đó, nó lại sáng rồi này. Em cũng lại sáng rồi này. Ê, này mày, trong này có rất là nhiều kẹo nha. Chị ơi, hay là thử trải nghiệm mà ăn múc cái này đi. Múc bang đi. À, múc bang hả? Vâng. Ok, múc bang thì bây giờ mình sẽ múc bang cái màu nào? À, chắc là múc ba cả ba màu đi chị ơi. Không, ba màu kẹo là giống nhau hết, múc bằng ba màu chị hết ba cái liền lúc à. Thì thôi, ăn ba cái thôi. Ừ thôi, ăn một cái thôi. Bây giờ mình sẽ múc bằng cái màu hồng nha. Đây, đầu tiên là cái màu hồng. Chị bảo chị không thích màu hồng, sao chị cứ phải ăn màu hồng ấy nhở? Ăn màu xanh đi. Nhưng mà bây giờ chị đã thích màu hồng rồi. Tại vì vừa em chọn màu hồng nên chị không lấy màu hồng, chứ thật ra chị vẫn thích màu hồng. Đây, bây giờ sẽ mở ra này, xem là bên trong cái hình dáng cấu tạo của nó ra sao nhá. Ui, cái này, cho em đợi mũ luôn. Này, đúng em à, cái này là giống như là mũ sinh nhật luôn đấy nhở. Tay ở đây thì nó giống như là một con quay luôn. Và có cái tròn tròn. Trước chị hay sưu tập cái này lắm nhá. Ở nhà chị vẫn còn bao nhiêu luôn. Thì chị cho em đi. Không, ai chứ, em thì bỏ đi. Đây, bây giờ mình sẽ lấy cái này, mình lắc này. Ê, lắc cái này sẽ nhanh hơn à, đúng không? Ừ. Nhưng mà bây giờ thì sẽ phải tiếp tục quay lại cái kẹo này. Đây là cái kẹo nha. Thấy chưa, thấy chưa? Bây giờ sẽ cho ra tay để ăn này. Chị ơi, chị có biết là chị mấy cả kẹo khác gì nhau không? Chị là chị, còn kẹo là kẹo. Không phải. Thế là gì? Kẹo là nó kiểu dài dài, tròn tròn. Còn mặt chị thì như quả bầu ấy. Mặt em thì kèm ấy, của em mặt em như cái mâm mà đấy mà quả mặt em như cái mâm hồi nào, mặt em như một quả trứng. Trứng đâu mà trứng, xoay hai tay ra chị đổ kẹo cho nào. Đây, xoay hai tay ra. Đây, chị đổ ra này. Nhìn này, ngon không? Giờ sẽ bốc một cái nhá. Đây, em sẽ chọn cái nào? Sao chị lúc này cũng phải cầm cái màu hồng trên tay thế nhỉ? Thế đây, em chọn đi. Ở đây có mấy màu liền á, là màu vàng này, màu xanh này, màu trắng này. Em thích màu trắng. Em màu trắng á? Ấy đây chị lấy màu đỏ. Màu trắng ngon đi ạ. Màu đỏ ngon mà. Cái màu đỏ vị rất là thích luôn á. Màu trắng vị dâu tây luôn á. Màu trắng ăn ngon lắm chị ơi. Thế đây chị xem màu cam. Màu cam này nó vị như là cam luôn á, hình như là màu nào vị đấy sao á. À mà chị có ý tưởng này, hay bây giờ hai chị em mình chơi trò chơi đi. Chơi gì hả chị? Chơi trò chơi này đơn giản lắm. Em biết cái tấm cám không? Biết có, là có tấm nhặt phân loại ra từng hạt đỗ với hạt gạo không? Em có. Đó, bây giờ chị em mình sẽ chơi phân loại như thế. Đây, ở đây chị chuẩn bị bát này. Ở đây nha, mình sẽ đổ hết kẹo ra cái bát to này này. Còn lại hai bát nhỏ này á, thì mình sẽ chơi quy định đó là em chọn màu gì, chị chọn màu gì. Xong là với thời gian 1 phút, ai gắp được nhiều kẹo đúng chủng loại sang bát của mình thì thắng. Trời ơi, em tưởng là cho hẳn vào một cái kẹo là mình không chọn thì mình cho thẳng vào. Thế thì hết của chị rồi còn gì nữa. Chị phải chơi để giành chứ. Thế bây giờ bắt đầu chơi được chưa? Ok, bây giờ đổ hết kẹo ra lại nhá. Vâng. À, bắt đầu nào. Đây, đổ hết vào đây. Đó. Của chị bóc nốt cái này là xong này. Tại vì nó nhiều lắm. Kẹo đã xong rồi đây. Bây giờ chuẩn bị xong chưa? Em rồi. Đây, chuẩn bị nhá. Em chọn màu gì? Em chọn màu vàng. Màu vàng, à, ok. À, không. Em chọn màu cam đi. Chị chọn màu đỏ cho nó rõ. À, okay. Được nha, chuẩn bị này. Thêm ai gấp được nhiều hơn nha. Gấp sai màu là coi như thua nhá. Dễ mà khó hơn. Gấp quá. Khó gấp thì mình chơi chứ còn dễ gấp chơi làm gì. Bỏ ra, em chơi bẩn. Tại chị chơi bẩn đi. Chị có động vào của em đâu. Em đang chơi chị cứ hỏi cái đuôi em ra. Em hỏi á, em không gấp được bao giờ em đẩy chị á. Trời ơi, chị đừng có đẩy em nữa. Chị làm nó kiểu em không thể chơi được nữa. Này, không ngày của chị, 1 phút thôi đây. Xem là 1 phút được bao nhiêu á, thua bây giờ.
sắp hết rồi đây này. Của em 20 nữa là xong rồi đấy. Chị cũng sắp hết đây. Hết. À, thế thì hết rồi. Thế bây giờ đếm xem của ai bao nhiêu nhá. Nào, hai chị em mình cùng đếm thế nào. 1 này, 2 này, 3 này, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42 viên. À, cái của em đếm đi ra bao nhiêu nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 37 viên mà của chị là vừa bao nhiêu nhỉ? 42 viên. Thế là ngày hôm nay chị đã thắng rồi này. Nhưng mà bình thường là chị thấy là nếu mà chị thua là chị sẽ cho em thêm một hộp nữa, là cho em hai hộp. Nhưng mà chị đã thắng đây rồi thì chỉ cho em một hộp thôi. Qua thực tế nhá, một hộp là ăn trong vòng... em gọi là em ăn nhá. Thì một hôm em ăn một viên, cái này mấy chục viên thì em ăn phải mấy chục ngày mới hết. Đúng rồi, đấy một hộp của em ăn mấy chục ngày liền cơ đấy. Rồi tha hồ ăn luôn. Không, nhưng mà đấy là người khác. Còn em đây, một ngày em phải ăn 5 hộp thì em mới đủ. 5 hộp thì về bảo mẹ mua cho ấy. Liên quan gì đến chị sang đây chị khoe thôi mà. Chị cho em một hộp là tốt lắm rồi á. Ở đấy là còn 5 hộp. Em đính tin ai, chị có phải là mẹ của em đâu mà em xin của đấy chứ. Ai, thu đồ chị về đây. Để hôm sau chị lại mua kẹo khác, chị ra chị khoe em nữa. Ôi, mà chị khoe chị không cho em một câu đây, này, cho em đây. Để chị Em xin. Do-do-do!